Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 11 tây tháng 4 của năm 2016 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Và chương trình sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face của Houston và Việt TV ở Dallas. Thưa quý vị, trong chương trình tối nay thì sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên, Tuấn muốn trở lại cái câu hỏi của chú Phúc ở Dallas mà tuần vừa rồi chú đặt câu hỏi. Rồi Tuấn cũng tiếp tục mời quý vị gọi vào cho chương trình và số điện thoại quý vị có thể bắt đầu gọi là số 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Phần 2 của chương trình thì Tuấn sẽ có cái visa bulletin của tháng 4 năm 2016. Nhiều khi quý vị gọi vào cho chương trình và đưa ra những cái câu hỏi và Tuấn cố gắng trả lời cho quý vị liền trực tiếp luôn. Nhưng mà cũng có sometime thì Tuấn về rồi Tuấn nghĩ lại cái câu hỏi và cái thắc mắc quý vị để như thế nào để có thể trả lời cho nó gọn gàng hơn, dễ hiểu hơn. Tại vì thưa quý vị, khi mà một cái chương trình trực tiếp nghe câu hỏi quý vị và trực tiếp trả lời quý vị nhiều khi trên đầu óc, nó không có, mình có thể nói là organize hơn để trả lời cho quý vị chính xác hơn. Cho nên vì lý do đó, cho nên Tuấn muốn trở lại cái câu hỏi liên quan của chú Phúc là cái người cuối cùng gọi vào cái chương trình tuần vừa rồi. Và tuần vừa rồi là ngày mùng 4 tây, ngày mùng 4 tây tháng 4 của năm 2016. Cái câu hỏi của chú Phúc nó liên quan tới cái vấn đề mà ít khi nào mình đề cập trong cái chương trình này lắm. Là bảo lãnh cho thân nhân, mà thân nhân một người không phải là bình thường, có thể nói là bị mental hoặc là có thể nói là bị tâm thần. Cho nên Tuấn chỉ muốn nhấn mạnh vào ba cái phần mà Tuấn muốn đề cập lại cho cái câu hỏi của chú Phúc thôi. Thì đây là ba cái vấn đề mà Tuấn muốn nhấn lại khi mà bảo lãnh cho thân nhân có cái bệnh hoạn tâm thần hoặc là bệnh hoạn tổng quát. Cái vấn đề đầu tiên là cái bảo trợ tài chính hoặc cái liên quan về trợ cấp của chính phủ. Cái thứ nhì là nhiều khi cái bệnh này nó không cho vào mà phải xin ơn xá, nó gọi là cái medical waiver. Và cái thứ ba là cái vấn đề reality check, là nhiều khi mình phải coi cái thực tế nó như thế nào nữa. Cho nên cho Tuấn nói sơ qua cái vấn đề này rồi tiếp đó Tuấn sẽ bắt đầu trả lời cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Khi mà quý vị định cư, cho dù đó là định cư theo đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở bảo lãnh, thì cái người đứng ra bảo lãnh phải làm cái bảo trợ tài chính. Nếu mà người bảo lãnh không có đủ cái income, cái thu nhập thì người ta có thể nhờ người đồng bảo trợ. Nếu mà một người được định cư có cái bệnh hoạn thì cái câu hỏi đầu tiên là khi người ta qua như vậy người ta có rơi vào trợ cấp hay không? Và nếu mà rơi vào trợ cấp, cái người đứng ra bảo trợ tài chính hoặc là đồng bảo trợ có muốn chịu trách nhiệm hay không? Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Cho nên trở lại cái câu hỏi của ông Phúc liên quan tới người em. Nếu mà đây cái người này có thể rơi vào trợ cấp, ông có muốn cái trách nhiệm về cái bảo trợ tài chính, hoặc nếu mà ông phải nhờ người khác giống như thân nhân thì người ta có chịu cái trách nhiệm đó hay không? Cái thứ nhì là về cái ơn xá cho cái vấn đề y tế. Nhiều khi cái bệnh này nó có thể gây nguy hiểm cho cái xã hội hoặc nguy hiểm cho bản thân của người ta, hoặc là nó có thể gây lan truyền qua cho cái trường hợp khác nữa, giống như những cái bệnh mà tuberculosis. Thì trong cái trường hợp đó nhiều khi phải xin ơn xá, mà cái ơn xá này nó rất là phức tạp. Ơn xá y tế thì phải nộp với sở y trú, và trước khi nộp với sở y trú phải xin cái ý kiến của Center for Disease Control là CDC, là cái cơ quan trung tâm y tế của nước Hoa Kỳ tại Atlanta City. Cho nên nó không phải là chuyện dễ và nó rất là khó khăn. Đó, bệnh hoạn có thể xin ơn xá để vào, nhưng mà nếu mà không đủ cái tài chính thì nó lại không có cái ơn xá. Cho nên nếu người ta không chịu cái bảo trợ tài chính hoặc là lãnh sự quán không chấp nhận cái bảo trợ tài chính thì không có cách nào được qua, tại vì nó không có cái ơn xá cho cái vấn đề mà rơi vào trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ, ngoại khi người ta là đi theo diện tị nạn mà thôi. Còn cái trường hợp thứ ba là cái vấn đề reality check, thì cái này nó cũng nói thực tế thôi. Ok, có thể người ta qua được, có thể người ta không rơi vào trợ cấp, nhưng mà đây có một người bệnh hoạn như vậy. Khi bệnh hoạn như vậy qua bên này, cái vấn đề take care, lo lắng cho người ta như thế nào?
nhiều khi cái sự lo lắng đó, especially nếu mà tâm thần hoặc lớn tuổi, thì ở Việt Nam thân nhân đầy đủ có thể giúp hơn, đỡ tốn kém hơn. Cho nên nhiều khi qua bên đây, Tuấn gặp rất là nhiều trường hợp giống như người ta lo cho dù rất là có hiếu, cố gắng lo cho mẹ già của người ta. Nhưng mà ngược lại người ta làm sáng cho tới chiều tối, vợ con, vợ cũng vậy, con thì cố gắng đi học, rồi vợ của vừa đi làm mà vừa lo đưa đón cho con. Cho nên nhiều khi người ta work out cái chi tiết, cho dù đây là mẹ công dân Hoa Kỳ, để cho mẹ ở Việt Nam để có đầy đủ cái vấn đề người ta lo lắng hơn cho. Cho nên khi mà mình thấy một cái câu hỏi như vậy, thì quý vị hy vọng quý vị thấy rằng là cái sự suy nghĩ của mình là như thế nào. Bảo trợ tài chính có rơi vào trợ cấp hay không? Có phải cần xin cái ơn xá về cái vấn đề y tế hay không? Và cái thứ ba, nếu mà trong cái hoàn cảnh này khi qua AILA, đưa đón như thế nào, chăm sóc như thế nào, ai là cái người canh cho uống thuốc, và nếu mà không có uống thuốc thì có lên cơn hoặc có gây nguy hiểm cho trong gia đình hoặc ngoài xã hội hay không. Cho nên tất cả những cái câu hỏi này là cái câu hỏi liên quan tới cái câu trả lời của ông Phúc khi mà hỏi tới vấn đề bảo lãnh cho người em mà có bệnh hoạn về tâm thần. Và bây giờ cho Tuấn bắt đầu mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trên đường dây đầu tiên, cho Tuấn xin mời thành phố Houston. Xin mời chị Trang. Xin mời chị Trang lên tiếng đi ạ. Dạ. Xin chào luật sư ạ. Dạ vâng. Thế hỏi cái trường hợp là tôi đã gửi cái hồ sơ để xin thi quốc tịch. Thì trong đó có kèm thêm cái mẫu đơn mà để trả lệ phí thi quốc tịch bằng thẻ tay khỏi. Thì sau đó thì tôi mới biết là tôi coi thì tôi mới thấy là tôi có thể đủ cái điều kiện để mà xin miễn lệ phí do mình có thu nhập thấp đó. Thì lúc đó tôi mới gọi điện cho ngân hàng để tôi hủy cái thẻ tay khỏi đó đi để mà họ không có lấy được tiền á. Thì không biết cái hồ sơ như vậy thì có vấn đề gì không ạ? Cho Tuấn hỏi cô vài câu, tại Tuấn muốn make sure thôi. Cô tự làm phải không ạ? Dạ vâng ạ. Và xin lỗi, cô tự làm cái này trên mạng hay là cô điền đơn hay là như thế nào? Em lên trên mạng có cái mẫu đơn á, xong rồi đơn điền bằng PDF mình điền trên máy tính á. Dạ vâng. Tôi lo, hơi lo sợ cái vấn đề đó cô. Cho tôi hỏi, cô qua đi theo diện gì? Dạ, diện không, diện vợ chồng ạ. Dạ vâng. Và cô có thể sanh được bao lâu rồi cô? Dạ, có thể sanh 10 năm được, từ lúc qua tới bây giờ là gần 3 năm rồi. Dạ vâng. Và cô vẫn còn sống chung với chồng của cô không? Dạ vâng. Còn dạ vâng, thuế má vẫn khai chung không? Dạ vâng. Và ông xã có quốc tịch phải không ạ? Dạ, ông xã có quốc tịch lâu rồi ạ. Dạ, vâng. Hai cái vấn đề cho Tuấn nói. Cái vấn đề đầu tiên là khi cô xin miễn tiền, nhớ rằng cái đó là một loại trợ cấp nha. Cho nên sở di trú có quyền yêu cầu ông xã cô trả lại cái số tiền mà cô xin miễn nha. Cái đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì, be careful, rất là cẩn thận, tại vì theo Tuấn nhớ, có thể cái này nó thay đổi thôi. Theo Tuấn nhớ, hiện tại bây giờ chỉ có vài cái mẫu đơn mà có thể điền online, mà trả tiền online qua cái credit card thôi. Mẫu đơn N400 chưa được cô. Cho nên make sure là cô vào cái trang nhà của sở di trú nha, uscis.gov. Tại vì nhiều khi cô không vào cái trang nhà của sở di trú, cô cung cấp cái credit card coi chừng là cô sẽ có cái vấn đề gọi là identity theft, là người ta sẽ lấy cái credit card của cô hoặc lấy cái chi tiết của cô sử dụng cho cái gì không đúng theo luật pháp. Cho nên mấy cái này phải rất là cẩn thận. Tại vì thường thường cái hồ sơ N400 xin nhập vào quốc tịch thì hiện tại bây giờ theo Tuấn biết thôi, có thể cái này nó thay đổi mới đây thôi mà Tuấn không biết. Nhưng mà I'm pretty sure là cái mẫu đơn N400 thì phải điền bằng bưu điện và trả bằng check hoặc là money order. Credit card thì thường thường dành riêng cho những cái hồ sơ nào mà điền trên mạng và gọi là e-file, là nộp trực tiếp trên mạng luôn. N400 not there yet, tương lai sẽ vào nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có. Thưa cô Trang, cô còn câu hỏi gì cho tôi không? Dạ có như thế này ạ.
cái hồ sơ mình gửi thì mình gửi không phải là gửi bằng online mà là gửi bằng bưu điện. Dạ vâng. Trong đó cái N400 thì họ cho phép trả bằng credit card. Dạ vâng. Với lại cho nên trong trường hợp đó không biết là khi mà mình hủy cái thẻ đó thì họ không lấy được tiền á, sau đó thì nếu mà họ gửi cái thông báo họ từ chối do dạ vâng. Không có thu được tiền á, thì lúc đó mình mới gửi cái mẫu xin, mới gửi qua mạng điện cho họ một cái mẫu xin đơn miễn là tới lúc đó có được hay không ạ? Trở lại cái câu mà Tuấn nói là có nên xin miễn tiền hay không, tại vì cái người đứng ra bảo lãnh và cái người đứng ra đồng bảo trợ nếu mà ông xã cô nhờ có trách nhiệm khi người ta sẽ cho cô miễn tiền. Cái đó đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó là khi cô hủy cái gì đó, cho dù là cô cancel cái check hoặc là cô cancel cái credit card, thì cái hồ sơ nó sẽ bị reject trả lại cho cô. Ok. Rồi lúc đó cô có thể nộp lại với cái E912 xin miễn tiền. Tôi sẽ ngó về cái vấn đề credit card thêm chi tiết hơn. Nhưng mà vài cái vấn đề nữa, xin lỗi nếu mà cô Trang không còn câu hỏi, cô có thể cúp điện thoại được rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vài cái vấn đề này nữa là như thế này. It's not a good idea. It's not a good idea để cho mình gửi cái hồ sơ mình kèm theo cái chi tiết của cái credit card của mình. Tại vì thưa quý vị, bưu điện ở đây thì nó làm việc rất là được thôi, nhưng mà nhiều khi các hồ sơ có thể bị thất lạc, và nếu mà các hồ sơ có thể bị thất lạc và nó đi vào cái tay của người khác hoặc là nó không có đúng cái cơ quan đó, thì nhiều khi mình sẽ có cái vấn đề trở ngại về cái credit card của mình. Cho nên đa số khi mà quý vị muốn nộp hồ sơ, cái khuyến khích của Tuấn cho quý vị rằng là một là cái money order, hai là cái check. Ít nhất với cái money order hoặc là cái cashier check hoặc là cái check của văn phòng luật sư, thì khi người ta cash thì nó sẽ điền, sở hữu chủ sẽ điền cái số receipt number của cái hồ sơ đằng sau cái check hoặc đằng sau cái cashier money order. Cho nên nếu mà mình bị thất lạc cái hồ sơ gì thì mình có thể truy được. Cho nên coi lại cái vấn đề chi tiết tôi nói với cô Trang nha. Có nên xin miễn tiền hay không? Và có nên gửi bằng credit card hay là chỉ mua money order thì hay hơn. Cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn qua khu vực Dallas Forward. Xin mời cô Chi. Xin mời cô Chi lên tiếng đi ạ. Ok, cô Chi và nhỏ cái TV xuống đi cô. Cô đang trực tiếp với chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Tuấn là cô. Mời cô Chi lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn ạ. Dạ vâng, cô làm ơn cô Văn nhỏ cái TV xuống đi, cô đang trực tiếp đi và cô nói chuyện bình thường qua điện thoại đi cô Chi ạ. Dạ, em ở Đà Lạt. Dạ vâng, cô có câu hỏi cho tôi. Mẹ chồng và con em viện là F2A, hồ sơ em được phỏng vấn ngày 26 tháng 4 ạ. Em muốn về Việt Nam trước ngày phỏng vấn mà tài sản em không có người bảo trợ. Dạ vâng, mời cô tiếp tục đặt. Em là ngày 2/5/14. Dạ vâng. Em khai được 5.000, từ năm 2015 em khai 24.000. Vậy khi phỏng vấn gia đình em có bị sụt sạc gì về tài chính không? Ok. Cô Chi à, ok, cô có thể cúp điện thoại được rồi và cho Tuấn nói vài cái nhắc nhở cho quý vị nha. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình trực tiếp gửi tới cho quý vị. Cho nên khi quý vị gọi vào được cho cái chương trình này rồi thì làm ơn vặn nhỏ cái TV xuống và cố gắng chuẩn bị cái câu hỏi của mình và nếu mà cần thiết ghi ra những cái chi tiết của mình ra. Nhớ rằng cái câu hỏi của mình càng đơn giản, càng chính xác thì cái câu trả lời của tôi cũng cố gắng hết cho quý vị luôn. Và khi quý vị đặt xong câu hỏi rồi, nếu mà tôi không còn câu hỏi gì khác, thì quý vị có thể cúp điện thoại và bật lớn cái volume của cái TV quý vị lên, rồi tôi sẽ trả lời cho quý vị. Cô Chi, ok. Thưa cô, cái gì nó cũng phải có cái câu chuyện hết. Hồ sơ của cô bảo lãnh cho vợ và con, xin lỗi, cho chồng và con. F2A thẻ xanh bảo lãnh cho chồng hoặc là cho con hoặc là cho cả hai nếu mà con dưới tuổi thành niên, dưới 21 tuổi chứ không phải dưới tuổi thành niên. Thì cái phỏng vấn là ngày 26 tháng 4 của năm 2016. Thì thưa cô, coi lại cái bảo trợ tài chính đã điền ký như thế nào cho cái trung tâm visa. Đó, nếu mà cái thu nhập nó thay đổi hoặc là nếu mà thu nhập nó không đầy đủ thì cô phải coi xem cô có đầy đủ cái thu nhập hay không. Nếu mà thu nhập của cô không có đầy đủ nữa thì
thì phải có cái người đồng bảo trợ. Trong một cái chương trình này nó rất khó, và khi mà cô gọi vào như vậy, cô không có chuẩn bị thì nó càng khó để cho tôi trả lời hơn. Đa số hai người thì cái con số nó bắt đầu khoảng gần 22.000. Nếu mà có thêm người ăn theo hoặc là cô kê khai thêm người trong cái thuế cô thì mỗi đầu người cô phải cộng thêm 4.500. Cho nên giả sử nếu mà bảo lãnh cho chồng và một đứa con, là hai cha con đi cùng với cái hồ sơ của cô, là một người là ba người nếu mà cô một mình ở bên này, thì cái thu nhập của nó khoảng 26-27.000 trở lên. Cho nên coi lại, và trong cái website của sở hữu trú nó có cái mẫu đơn E864P for Peter hoặc là Poverty, thì cô sẽ cái thấy cái mức của nó cho cái năm 2016 đòi hỏi như thế nào. Nhớ rằng cô có quyền làm cái bảo trợ tài chính đó cho tới cái ngày anh ta phỏng vấn. Mà nếu mà cái bảo trợ tài chính nó không đầy đủ thì lúc đó nó sẽ thông báo cho ông xã cô là cần bổ sung cái chi tiết gì đó. Cảm ơn cô Chi ở Dallas Forward rất là nhiều. Và bây giờ qua thành phố San Antonio, xin mời ông Hoàng, xin mời ông Hoàng lên tiếng đi ạ. Dạ, chào anh luật sư. Dạ vâng, thưa ông Hoàng, cho Tuấn hỏi ông vài câu trước khi ông bắt đầu nhé. Ông Hoàng, ông đang theo dõi chương trình trên đài truyền hình hay là trên Internet hay là trên Uno vậy? Dạ, Uno ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều. Và welcome cho cái chương trình ông Hoàng. Thưa ông Hoàng, có câu hỏi hoặc có thắc mắc gì để cho tôi giúp trả lời cho ông? Vâng, dạ. Xin luật sư tham khảo dùm là mình có một đứa con đó, mình sắp bảo lãnh nó qua theo diện là cha con bảo cha bảo lãnh cho con ở bên Germany. Thì khi mà nó qua bên này á thì bao lâu nó sẽ có thẻ xanh? Dạ vâng. Cái câu thứ hai, ví dụ như nó sẽ trở về Đức lại, nó trở về Germany lại nó học, thì nó có được cái thẻ xanh đó giữ hay là không? Dạ vâng. Nếu như mà cháu nó đang ở bên kia thì có ủy quyền cho luật sư ở bên này để lo những cái giấy tờ giống như là thẻ xanh hoặc là quốc tịch hay là không hả luật sư? Dạ. Ông Hoàng đừng có cúp điện thoại vội nha. Cho tôi hỏi dạ. Vài câu follow up cho ông ha. Cháu nó sẽ trở dạ. lại bên Đức tiếp tục học bao lâu? Bây giờ nó mới có 14 tuổi hả? Dạ vâng. Cho nên cháu nó sẽ trở lại bên Đức để tiếp tục học xong middle school, xong high school hay là như thế nào? Đó, có thể là sẽ high school. Dạ vâng. Ok, xong high school thì bây giờ 14 tuổi, có thể là lớp 8, lớp 9 thôi. Câu hỏi kế tiếp của tôi cho ông đã là có quốc tịch chưa? Dạ vâng, có rồi. Ok, và ông bảo lãnh cho con của ông khi con của ông, đây là con ở bên Đức phải không ạ? Vâng, con ruột. Con ruột, ok. Vài câu hỏi này nữa. Mẹ cháu nó đâu và giữa ông và mẹ cháu có giấy hôn thú hay không? Chúng tôi ly dị lâu rồi anh. Dạ vâng. Ok, rồi tương lai cháu nó qua đây thì sẽ có thể về lại bên Đức để tiếp tục finish high school, là xong trung học ở bên Đức. Cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều. Và bây giờ cho tôi trình bày cái câu trả lời cho ông. Trong cái tình trạng của ông nó hơi khác một tí. Nó hơi khác là vì lý do như thế này. Là khi người cha bảo lãnh cho con, mà con qua bên này dưới tuổi thanh niên mà người cha là quốc tịch Hoa Kỳ, thì khi cháu nó bước chân vào nước Hoa Kỳ thì tự động cháu nó có quốc tịch theo cha. Có quốc tịch theo cha. Nếu mà cháu nó sống chung với cha. Đó. Cho nên trở lại cái câu hỏi của ông là tôi muốn ông chú ý vào cái vấn đề tôi mới nói là khi cháu nó bước chân vào đây thì cháu nó nếu mà sống chung với ông trở thành công dân Hoa Kỳ theo cha. Tại vì cái luật Child Citizenship Act of năm 2000 là áp dụng cho cái đứa bé đó khi được định cư qua sống chung với người cha hoặc người mẹ bảo lãnh cho mình, và cái định cư đó trước khi 18 tuổi, lúc đó cha hoặc mẹ mình đã có quốc tịch rồi thì tự động có quốc tịch theo cha hoặc là theo mẹ. Cho nên khi cháu nó tới ha, cái bước đầu tiên ông cần làm là cái mẫu đơn N600 cho cháu, xin cho cháu nó cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Đó là cái mẫu đơn N600. Cái thứ nhì nữa đó, nếu mà cháu nó cần đi về gấp, okay, thì cháu nó vẫn thể về gấp được, và đồng thời
ông cần làm một số thủ tục để bảo vệ cái tình trạng nữa. Mà nhiều khi trong cái tình trạng này mình phải coi cái timing là đi về bao qua đây rồi bao lâu đi lại về, và nếu về bao lâu lại quay lại bên này. Cho nên tất cả cái chi tiết đó mình cần cái chi tiết đó để làm gì, để coi là khi nào cháu nó có thể nên làm cái reentry permit hay không, hoặc là có nên xin cho cháu nó cái USA passport luôn. Nhớ rằng ngoài cái chứng chỉ quốc tịch của sở hữu trú có thể xin cái hộ chiếu Hoa Kỳ luôn. Cái tốt đẹp là khi cháu nó có quốc tịch theo cha thì cháu nó được giữ quốc tịch Đức và giữ cái quốc tịch Mỹ luôn, là xong hai cái quốc tịch luôn. Và nếu mà xong hai cái quốc tịch như vậy mà cháu nó trở lại bên Đức để tiếp tục đi học, cho dù ở đó bao lâu cũng không có sao. Đó, nó khác nếu mà cháu nó không có quốc tịch theo cha. Nó khác nếu mà cháu nó không có quốc tịch theo cha thì đòi hỏi mình phải làm sổ reentry permit, rồi đi qua bên này phải làm liền, rồi thường thường thẻ xanh nó phải gửi về khoảng 45 ngày nếu mình đóng 165 đồng. Cho nên mấy cái chi tiết này đã trở lại cái chính mà tôi nói, cháu nó sẽ có quốc tịch theo cha. Thì explore cái possibility như thế nào để xin cho cháu nó cái USA passport và cái chứng chỉ quốc tịch. Liên lạc với luật sư của ông. À, thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 11 tây của tháng 4 năm 2016. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.